Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18 tháng 3. Thời tiết khu vực tỉnh đang duy trì trạng thái nắng mạnh, một số nơi có khả năng xuất hiện cảm giác oi bức vào thời điểm trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, riêng khu vực huyện Côn Đảo mức nhiệt thấp hơn 1 đến 2 độ. Thời tiết về đêm và sáng sớm, tiết trời mát mẻ, mức nhiệt từ 25 đến 27 độ. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, tình trạng thời tiết này sẽ kéo dài đến cuối tuần. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 84%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 18 tháng 3 năm 2022 cao nhất 372 cm, xuất hiện lúc 14 giờ 35 phút, thấp nhất 100 cm, xuất hiện lúc 8 giờ 5 phút.